Ngày 24 tháng 9, hàng loạt điểm chốt ở thành phố Vinh được dỡ bỏ, người dân trở về trạng thái bình thường mới sau 39 ngày giãn cách xã hội. Trong đợt bùng phát dịch lần thứ hai này, thành phố Vinh đã phát hiện 544 ca nhiễm COVID-19 ở 23 phường xã, trong đó 168 người được xác định có nguồn lây từ chợ Đầu Mối Vinh, 140 người nguồn lây từ chợ Quang Trung, hàng trăm ca nhiễm không rõ nguồn lây. Đợt dịch này bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, một tiểu thương chợ Đầu Mối được xác định dương tính sau nhiều ngày bị sốt. Điểm khởi phát này cũng là tâm dịch của thành phố Vinh trong đợt 1. Điều lo lắng nhất là cơ quan chức năng không thể xác định được nguồn lây. Từ ca bệnh này, thêm nhiều F0 được phát hiện không chỉ tập trung ở thành phố Vinh mà còn lan ra các huyện lân cận. Ngày 15 tháng 8, thành phố Vinh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ sau một ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quyết định chuyển trạng thái sang cách ly xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Số ca bệnh những ngày sau đó liên tục tăng cao. Ngày 21 tháng 8, Nghệ An ghi nhận kỷ lục về số ca bệnh với 92 trường hợp, trong đó có 33 ca cộng đồng. Sau một tuần phát hiện ca nhiễm đầu tiên ở chợ Đầu Mối Vinh, hơn 400 ca nhiễm được phát hiện trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó gần một nửa là ca cộng đồng, chủ yếu ở thành phố Vinh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung thống nhất với đề xuất nâng cao biện pháp cách ly xã hội đối với địa bàn thành phố Vinh trên một bước so với chỉ thị 16, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 0 giờ ngày 23 tháng 8, đồng thời triển khai chiến dịch lấy mẫu diện rộng ở thành phố Vinh để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Sau tròn 2 tuần áp dụng các biện pháp cao hơn chỉ thị 16, ngày 6 tháng 9, thành phố Vinh chuyển trạng thái xuống chỉ thị 16. Đến 0 giờ ngày 13 tháng 9, thành phố Vinh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15. Tuy nhiên, nhiều điểm chốt vẫn được duy trì, người dân vẫn được yêu cầu hạn chế ra khỏi nhà trong trường hợp không cần thiết. Các quán hàng vẫn chưa được phép mở cửa trở lại. Trong đợt lấy mẫu diện rộng lần thứ 6 được tiến hành vào ngày 16 tháng 9, trong số gần 12.000 mẫu được lấy không có ca nhiễm nào. Tuy nhiên cùng ngày, thành phố Vinh lại phát hiện 4 ca nhiễm trong cộng đồng trong một gia đình ở chung cư hợp tác xã Trung Đô. Ngay lập tức, thành phố đã phong tỏa chung cư này để tìm nguồn lây, tổ chức xét nghiệm, truy vết, cách ly các F1 và nhiều ngày sau đó không ghi nhận ca F0 nào trong cộng đồng. Từ 0 giờ ngày 24 tháng 9, thành phố Vinh chuyển trạng thái nới lỏng giãn cách xuống chỉ thị 19. Bên cạnh nỗ lực khống chế thành công dịch bệnh, công tác chống dịch lần này của thành phố Vinh đã để lại nhiều bài học quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị các đơn vị y tế tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, không buông lỏng việc lãnh đạo trong phòng chống dịch. Phải xây dựng các kịch bản phù hợp với từng địa bàn, xác định mỗi xã, phường, thị trấn là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, là chủ thể trong phòng chống dịch.